Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Hòa Bình âm thầm sang Đức, dẫm vào bãi thối của Tô Lâm để lại. Theo thông tin nội bộ cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình đã âm thầm đến Đức và có mặt ở Tòa Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Nguồn tin này cho biết ông Nguyễn Hòa Bình đi chuyến đi này là đi tìm cách bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn về để quy án. Hiện nay Tô Lâm đang bị Đức và Slovakia điều tra nhưng không thể sang đây chỉ đạo điều tra và bắt cóc được nữa. Rất có thể Nguyễn Hòa Bình nhận nhiệm vụ đặc biệt của ông Nguyễn Phú Trọng đưa nhân vật đang bị truy nã giáo giết này về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, có thông tin ông này đã âm thầm sang Đức. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng dù có khó khăn do việc các thế lực bảo vệ nhau, cơ quan tố tụng vẫn quyết tâm làm tới cùng và không có vùng cấm. Sẽ truy tìm bằng được những kẻ phạm tội phải đưa ra quy án, những ai bảo kê phải chịu trách nhiệm và bị truy cứu. Bởi công cuộc phòng chống tham nhũng được nhân dân ủng hộ là việc sống còn của Đảng và của dân tộc. Đây cũng là nội dung trong tài liệu mật mà chúng tôi có được. Ông Nguyễn Phú Trọng nói từ vùng cấm trong trường hợp phái Nguyễn Hòa Bình đi có nghĩa là bất chấp vùng cấm của luật pháp quốc tế và luật pháp Đức. Chính ông Tô Lâm cũng đã nghe lời ông Tổng sang Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà để bây giờ không dám bén mảng tới vùng đất này nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng có quan điểm là dù có bắt được nhân vật quan trọng hay không thì những nhân vật liên quan đều bị đưa ra xét xử. Việc Trịnh Xuân Thanh bị quy án mở ra rất nhiều đầu mối quan trọng và nhiều cán bộ đã bị bắt, nhưng kể cả việc nhiều nhân vật bỏ trốn chưa bắt được thì các vụ án vẫn tiếp tục và những nhân vật có liên quan khác vẫn bị đưa ra truy tố, xét xử. Điển hình như vụ Bùi Quang Huy bỏ trốn thì Nguyễn Đức Trung vẫn bị truy tố. Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn thì Vũ Huy Hoàng vẫn bị xét xử. Đây là hình ảnh lệnh truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ban ra từ ngày 10 tháng 5 năm 2022. Từ ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1969 tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC. Đồng thời, xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn căn cứ vào Điều 36 và Điều 231 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giới tính là nữ, tên gọi khác thì không có, quê quán là Thuận Thành, Bắc Ninh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Nơi thường trú là căn hộ số 1102, chung cư Pacific, số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại là căn hộ 1709, chung cư Pacific, cũng số 83, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Họ tên bố là Nguyễn Văn Mỹ, họ tên mẹ là Nguyễn Thị Hy. Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là Trịnh Xuân Thanh, bà này hiện nay đã được hai cơ quan mật vụ bảo vệ, nên xem ra nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình không dễ dàng như nhiệm vụ của ông Tô Lâm trước đây. Hồ sơ trong tài liệu mật nói như vậy. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là liên quan đến đường dây buôn vũ khí từ Israel đến Việt Nam, có nhiều đường dây khác và có nhiều yếu tố mật và cả cơ quan mật vụ nước ngoài, trong và ngoài nước không muốn nói bị phanh phui ra bên ngoài. Đây là hình ảnh về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thân phận kẻ dưới quyền thì phải chịu. Ông Tô Lâm để lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng thì phải vâng lệnh ông Trọng. Để giờ sau đó những rắc rối phát sinh với nước ngoài, ông Tô Lâm bị gánh hết. Và hiện nay Nguyễn Hòa Bình cũng vậy, vẫn phải dẫm lên đống thối mà ông Tô Lâm đã để lại ở châu Âu để làm vừa lòng ông Nguyễn Phú Trọng. Nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình rất khó khăn. Khó khăn không chỉ bởi Nguyễn Thị Thanh Nhàn khôn hơn, an toàn hơn, mà bởi nhà nước Đức cũng dè chừng Đại sứ quán Việt Nam ở đây. Tại Berlin, mỗi khi có quan chức cấp cao âm thầm để tá túc thì đấy là trường hợp bất thường và họ sẽ chú ý hơn rất nhiều. Nguyễn Hòa Bình thực hiện nhiệm vụ không hề dễ. Theo phần tài liệu mật được chia sẻ vào Thời báo.de nhận được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thành phần trục lợi Covid cống nạp cho ông chính bao nhiêu.
Người chịu trách nhiệm cao nhất trong đợt dịch Covid vừa qua không ai khác chính là ông Phạm Minh Chính. Việc chống dịch là công việc đòi hỏi sự thống nhất giữa các bộ. Tuy trách nhiệm thuộc về Bộ Y tế nhưng các bộ khác cũng dốc toàn lực cho công tác chống dịch dưới sự chỉ đạo cao nhất của ông Thủ tướng. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra cuộc họp chủ đạo về phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận thống nhất phân công ông Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long, người chịu tội thay cho ông Phạm Minh Chính. Ngay sau có quyết định của lãnh đạo chủ chốt bao gồm ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, thì ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định 1438 vào ngày 25 tháng 8 năm 2021 để lập ra Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định này, nói rõ ông Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Chỉ đạo. Và Ban Chỉ đạo có 4 phó trưởng ban bao gồm ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ. Và nhóm chủ đạo do ông Chính cầm đầu đã tỏ ra lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm và không có ý tưởng điều hành việc phòng chống đại dịch. Khi sự việc bị đổ bể, ông Trọng chưa thể đổ lỗi cho ông Phạm Minh Chính nên đã đổ lỗi cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong việc Việt Á. Tất cả đều không ngoài sự kiểm soát của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID điên đảo vì ông Phạm Minh Chính, nhưng không ai ngờ người tác động vào ông Phạm Minh Chính mạnh nhất không phải là chuyên gia y tế hoặc những người có chuyên môn cao, mà là một người phụ nữ chẳng biết gì về công tác chống dịch, đó chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là nội dung thông tin mà hồ sơ tuyệt mật được chuyển đến tờ Thời báo.de chia sẻ. Việc không có vaccine sớm và dùng que thử tràn lan, que thử không đúng chuẩn, không đúng chất lượng được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn và có nhiều thông tin cho rằng có hàng triệu đồng bào ở phía Nam. Trong lợi ích của que thử và phân phối vaccine thì có lợi ích quốc gia, nhưng chủ yếu là do lợi ích của gia đình Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tư cách trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Tài liệu mật báo cáo cho biết ông Phạm Minh Chính vẫn thiết lập được đường dây riêng với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, mặc dù ông ta đang bị tạm giam trong tù. Trước cái chết của hàng chục ngàn đồng bào chỉ vì lợi ích và tham nhũng thì dù ai cũng phải đền tội. Lực lượng thực thi pháp luật cảm thấy có trách nhiệm trước những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Song song với vấn đề Việt Á là vấn đề phân bổ chuyến bay giải cứu cho công dân Việt Nam trên khắp nơi trên thế giới. Như báo chí đã đưa tin, Vietnam Airlines và Bamboo Airways đã được chọn để đi giải cứu để có sự phục vụ của các đại sứ tại các nước gom người cho các hãng này xẻ thịt thì phải có chỉ đạo liên ngành. Ai có thể chỉ đạo bộ này giúp bộ kia trong vấn đề bay giải cứu? Ai cũng biết đấy chính là Thủ tướng chứ không ai khác cả. Tuy nhiên, khi phanh phui chuyến bay giải cứu này, báo chí không dám đụng đến vai trò chỉ đạo liên ngành của ông Phạm Minh Chính. Về các chuyến bay giải cứu mà cơ quan tố tụng đã khởi tố cho thấy, Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết được phân bố khoảng 700 chuyến bay. Hai hãng là Vietnam Airlines và Vietjet được khoảng 1.400 chuyến bay. Mỗi chuyến lãi từ 2 đến 3 tỷ đồng và ông Quyết nộp lại cho ông Phạm Minh Chính là điều mà trong hồ sơ tài liệu mật chia sẻ. Đây là hình ảnh hàng ngàn tỷ bay giải cứu đã vào túi ai. Hiện nay, những người đã bị liên minh giữa hàng không và phía đại sứ quán móc túi với giá vé gần 5 lần giá vé thị trường, đang đòi Vietnam Airlines phải trả lại phần tiền bị mất cho họ. Nhưng Vietnam Airlines và các hãng khác lấy gì để trả đây? Họ cũng có ăn, nhưng chỉ ăn phần xương, còn phần nạc đã vào túi ông Thủ tướng, thì lấy gì cậy ra được? Vậy nên, chuyện ông Thủ tướng sẽ không ai thấy mà người ta chỉ thấy những con tốt đem đi thí trên bàn cờ mà thôi.